Xin chào các bạn và bà con. Thì hôm nay mình quay clip cho các bạn là đang ở ngoài đồng ruộng. Đây là một cái ruộng mà người ta trồng đu đủ. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và bà con về cái kỹ thuật mà trồng cái đu đủ cho trái hiệu quả và năng suất cao. Thứ nhất á là chọn đất. Thì bà con nên chọn chân ruộng đất thiệt trung bình, thiệt nặng, tưới tiêu thuận lợi nè. Đặc biệt là phải thoát nước nhanh khi có mưa úng, kể cả úng cục bộ. Về thứ hai là giống. Thì bà con nên chọn giống đu đủ Hồng Phi hoặc Trạng Nguyên. Đây là cái giống đu đủ lai F1, năng suất và chất lượng rất là cao. Đồng thời tỷ lệ cây nó đạt khoảng là 100%. Tuy nhiên các nhà nông không thể tiếp cận được với nguồn giống đu đủ F1 này, thì vẫn có thể chọn các giống đu đủ thuần lai tại địa phương để trồng. Thì mình nên lựa những cái quả đu đủ chín ra, thì đứa đầu cây rất rõ sai thì chúng ta lựa những cái quả chất lượng ngon á. Thì sau khi chúng ta bỏ rửa lấy hạt đi rồi sạch phơi đi, thì chúng ta phơi nắng nhẹ cho khô kiệt thì bảo quản trong chai lọ đến thời vụ chúng ta bắt đầu gieo trồng. Rồi về cái vấn đề mà kỹ thuật gieo ươm cây giống đó, đầu tiên là cái việc ngâm ủ hạt giống. Thì bà con ngâm hạt giống trong nước ấm 3 sôi 2 lạnh trong vòng 5 giờ, rồi tiến hành ủ hạt trong bao vải cốc tông ẩm tầm từ 4 đến 5 ngày. Khi mà hạt nứt nanh nảy mầm á, đều á, thì chúng ta mang gieo. Thì riêng với hạt giống đu đủ thuần á mà nông dân ta tự tìm giống á, thì khi ngâm nước á thì phải loại bỏ hết hạt nổi nè và lọc lấy các hạt chìm trong nước đem ủ và gieo ươm. Vậy là con lưu ý ở điểm này á. Thì thứ nhất là về kỹ thuật ươm giống rồi, đó là ngâm ủ giống rồi. Cái thứ hai là làm bầu gieo cây giống. Thì chúng ta dùng túi ni lông kích thước 8 nhân cho 5 cm có đục lỗ thoát nước. Lấy đất phù sa hoặc đất thiệt nhẹ làm nhỏ kỹ trộn đều với phân chuồng hôi mục tỷ lệ là 3:1. Đóng đầy hỗn hợp đất, phân vào túi, ấn nhẹ vào giữa túi bầu. Thì mỗi bầu gieo một hạt, phủ ít nhất một lớp đất mịn lên trên. Xếp các lớp bầu cây vào khay đi, để ở nơi thoáng mát, không mưa nắng và giữ ẩm tốt cho cây hàng ngày. Nếu mà sản xuất cây trồng với quy mô lớn thì chúng ta cần phải có làm nhà lưới che. Và cái yêu cầu thứ ba đó là khi mà cây có 2 đến 4 lá thật á thì 2 ngày chúng ta tưới nước một lần và điều chỉnh dàn che cho cây có độ ánh sáng thì cây con mới mọc thẳng và sinh trưởng tốt được. Thường xuyên nhổ bỏ cỏ dại và phòng trừ sâu bệnh hại trong bầu cây giống. Mà cho đến khi mà cây nó có từ 4 đến 5 lá thật á, cao từ 10 đến 15 cm á, thì chúng ta có thể đem ra đồng ruộng trồng. Thì giống như cái vườn này thì cũng đã trồng được vài tháng rồi. Riêng dòng đu đủ Đài Loan á, thì nó cho năng suất rất là cao và chất lượng tốt. Nhưng nếu là giống lai thì hạt ở quả chúng ta không nên làm cho cây giống vụ sau nè. Thì cái vườn này mình quay cũng rất là cụ thể chi tiết. Thì mình nói tiếp đó là việc trồng và chăm sóc nha. Về cái thời vụ trồng á, thì vụ xuân trồng từ tháng 3 đến tháng 4. Vụ thu á, thì chúng ta trồng tháng 9 đến tháng 10. Thì mật độ trồng á, cây cách cây từ 1 mét rưỡi nhân 1 mét rưỡi là chúng ta tính đi là 120 cây trên một sào. Hố trồng thì chúng ta đào hố dài 40, rộng 40 và sâu 35 cm. Về hướng trồng thì chúng ta nên trồng hướng đông tây, mục đích để cây đu đủ tận dụng được ánh sáng mặt trời nè, khả năng quang hợp, tăng được năng suất cao, chất lượng và khả năng chống đổ. Vì cái khả năng chống đổ trên các cái chân ruộng bậc thang miền núi, hướng trồng đu đủ cần theo hướng đường đồng mức. Về cái quy cách trồng á thì chúng ta dùng dao sắc bén á, rạch nhẹ gỡ bỏ lớp ni lông không được làm vỡ bầu. Khi đặt bầu và cho cây giống nằm ngang trên mặt đất á, xuôi theo hướng đông tây á. Sau đó chúng ta vun đất quanh bầu, nén chặt gốc và tưới ẩm cho cây. Trồng xong á, chúng ta dùng que cắm để nâng cây cho ngóc lên, sau cho thân gốc đu đủ á, nghiêng một góc 45 độ so với luống từ khi trồng đến suốt quá trình sinh trưởng của cây. Đó là cái cách trồng. Thì về cái bón phân á, thì đầu tiên là việc bón lót. Trước khi trồng á, mỗi hốc chúng ta bón nửa ký vôi bột cộng 5 đến 7 kg phân hữu cơ hôi mục và cộng nửa ký super lăng và cộng khoảng cỡ 0,2 kg kali clorua. Và tiếp đến là bón thúc. Với cây 1 tháng tuổi á, thì mình khuyên bà con á, định kỳ chúng ta bón 7 ngày một lần và lượng bón là 50 gram
BK, Độc Trâu 16, 12, 8, 11 á. Và cây từ 1 đến 3 tháng tuổi á thì chúng ta bón từ 15 đến 20 ngày bón một lần. Lượng bón là 70 đến 100 gram là BK Độc Trâu 16, 12, 8, 11 á. Và đối với cây 3 đến 7 tháng tuổi á thì mỗi tháng ta bón thúc một lần. Lượng phân bón là từ 100 đến 150 gram Đầu Trâu là BK Đầu Trâu đó. Thì chúng ta cũng có thể kết hợp vét đất ở rãnh vuông lên gốc. Cái này nó cũng rất là tiện cho cái gốc cây chúng ta chắc khỏe hơn. Thì về cách bón á, thì chúng ta hòa tan phân trong nước lã, rồi chúng ta tưới cái xe gốc từ 20 đến 30 cm để cho cây đu đủ nó tăng trưởng nhanh, và có thể phun thêm một số loại cây cái thuốc phân bón lá 3 đến 4 tuần trên một lần. Vì cây đu đủ á, sau khi trồng từ 2 đến 5 tháng á, thì đã ra hoa đậu quả, nhưng khi cây mang quả nặng á, thì chúng ta cần cắm cọc chống đổ cho cây, cắt bỏ những cái lá già gần gốc. Đồng thời là chúng ta phải khơi rãnh thoát nước cho cây đu đủ, nhổ bỏ cỏ dại và cần hạn chế xới để làm tổn thương bộ rễ của cây. Thứ nhất là để hạn chế được cái cỏ dại phát triển á, chúng ta cần tủ gốc bằng rơm rạ này, đồng thời còn có thể tác dụng giữ ấm rửa trôi cho dinh dưỡng của cây trồng. Và về cái cuối cùng á, là phòng trừ sâu bệnh. Thì bà con lưu ý ở điểm này đó, trong quá trình sinh trưởng á, đu đủ thường bị một số sâu hại như rệp sáp này, bò nhảy, nhện đỏ. Khi mật độ sâu cao thì có thể chúng ta phun một số loại thuốc DC2,5 ND nè, Triobon 1% để diệt trừ nó. Để đề phòng được bệnh virus xanh ngọn thì cần áp dụng các biện pháp ngừa như là sử dụng giống kháng bệnh nè, bón phân cân đối là không nên trồng hai vụ đu đủ liên tiếp trên cùng một cái đồng ruộng. Chúng ta trồng luân canh triệt để với những cây trồng nước. Thì với các bệnh mà đốm vàng, phân trắng, tán thư á, thì chúng ta nên phòng trừ sớm khi mới phát hiện bệnh. Và chúng ta cũng có một số loại thuốc trị bệnh như là mang rồi để phun á. Thì về vấn đề thu hoạch á, thì đu đủ mà sau khi trồng 7 tháng thì chúng ta có thể thu hoạch làm rau xanh, và 9 tháng cho ra thu hoạch quả chín. Thì nếu thu quả để ăn tươi thì chúng ta khi thu á, trên quả xuất hiện các vết đốm sọc vàng nhạt á, người ta gọi là chín sinh lý á. Sau khi thu vài ngày sẽ chín hoàn toàn thì chất lượng nó sẽ ngon, và nếu thu sớm hơn á thì quả chúng ta ăn sẽ nhạt, thì giá cả sẽ còn cao. Thì với clip này á, mình quay cũng nói sơ qua về cái kỹ thuật trồng đu đủ. Thì bà con nông dân nào chưa rõ về cái kỹ thuật này thì bà con cứ xem trên clip về cái quy cách trồng. Thì với cái trồng này, vườn đủ chúng ta sẽ thu hoạch được quanh năm, và năng suất trung bình có thể đạt được 70 đến 120 kg trên một cây trên một năm. Đó là cái hiệu quả của bà con nông dân chúng ta khi trồng đu đủ. Thì nó rất nhiều là công dụng làm gỏi, làm món ăn, rồi một số loại món canh, nói chung là cũng rất nhiều cái vitamin và dinh dưỡng về cái cây đu đủ. Thì một lần nữa, bà con cứ đăng ký kênh để theo dõi một số cái trồng khác bên trái cây theo mùa của Lắc. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.